Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Chúc cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy y hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Phật pháp chẳng thể nghĩ bàn, trăm ngàn vạn kiếp thế gian khó cầu, thánh tăng dễ gặp được đâu ơi, đức tin khó lập, đạo màu khó nghe. Mà nay thuận thảo trăm bề, thân người đã được chỉnh tề giác quan, pháp Phật thường chiếu mười phương, tổ thầy chẳng ngại chỉ đường liễu sanh. Vậy mà chẳng biết duyên lành, chẳng mong giải thoát ngục hình khổ đau, tâm thần tưởng chuyện đâu đâu, luôn hồi sao nẻo dễ hầu thoát ra. Chư Phật hiền thánh bảo la chứng minh lòng sám Phật đà độ con, tội kia nói mãi chẳng mòn, chẳng kính tôn tưởng lại còn khinh chê. Thiện hữu tăng chúng chẳng nghe, phá chùa đốn tượng nghe về chi đâu, phòng chơi phòng ngủ trên lầu, phòng thờ tầng dưới thiếu màu trang nghiêm, mà có khi đặt tượng kề bên anh. Khỏa thân đi lại chẳng hiềm lễ nghi,
Phật bảo chẳng biết nể gì. Nay con sám hối hành vi lỗi lầm, đối cùng kinh sách vô tâm mà bàn tay dơ bẩn mà cầm sách kinh, hoặc dùng lời nói vô tình, lời thô tiếng tục phê bình chẳng nương nên. Hoặc để kinh sách đầu giường, nằm ngồi bất kính chẳng thường nể nang, hoặc xếp lẫn lộn vứt quăng, gầm bàn góc tủ chẳng năng giữ gìn, chất chồng kinh sách xéo xiên, gáy lông trang rách chẳng phiền sửa sang. Đã không tu tập đàng hoàng, sách kinh pháp bảo chẳng màng sẽ chia, ác nghiệp vậy phụ tư bề, chí thành sám hối con thề chẳng hơi âm. Học kinh chú lại biến lời, nằm ngang nằm ngửa nói cười huyến thuyên, hiểu sai ý Phật thanh hiền, chánh tà cũng chẳng phân niên, nói càng dạy người lên mặt bao ban. Văn từ trao chuốt luận bàn ý riêng, chê bài chánh pháp đạo điên, đề cao tà thuyết kiếm tiền nuôi thân, chẳng từ hành đồng vô luân, đại thừa hủy bán tôi trần khó thiếu anh. Á nghiệp dẫu tạo bao nhiêu, con xin sám hối mọi điều đã sai. Kể từ vô thủy kiếp lai, đối cùng tăng bảo tôi dày biển bao. Chẳng tôn đức trọng đạo cao, đặt lời theo dệt ra vào dẹm chém, làm cho tuyệt giống Bồ Đề, phá hòa hợp chúng thị phi pháp màu. Bảy tuồng trên bọc trong dâu, phá hạnh thanh tịnh làm rầu người tu. Khuyến dụ ba chánh bỏ lơ, giả trang hình tương xét dò tăng thân. Ôi thôi tội ác vô ngần, con xin sám hối phân trần đầu đuôi. Đối trước tam bảo ba ngôi, lộ thân lõa thể lôi thôi áo quần, dám dày cùng với tay chân, bước lên điện tháp chẳng cần sạch dơ, đạp xe vọt ngựa phóng bừa, sống vào tự viện chẳng thưa hỏi gì. Miệng nhổ hồng khàm mũi xì, chẳng còn ai ngài nể vì già lắm. Bao nhiêu tội ác đã làm, chỉ thành sám hối nay cam giữ gìn. Này con đành lễ phân tiền, thành tâm sám hối tôi liền tiệt tiêu anh. Đời đời cùng Phật cảm chiếu, gặp tăng gặp pháp mọi điều kinh tôn, cũng dường lắm vong báo chân, giống lòng cầu pháp chẳng ngần ngại xa. Bồ Tát thì hiện ta bà, con xin đem hết công ra hộ trì, phước lành như núi tu di, trên thờ tam bảo dưới vị chúng sanh. Thank you.
cũng đem hồi hướng thấy tuần tự dân, chúng sanh mọi loại khắp trần cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ắt với tám nàng, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chúc chi, cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng bạn hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tín tâm anh. Chẳng sanh ngoài đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm tự an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếm kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh, nay con cũng nguyện tu hành. Trao dồi phương trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiên tu Phật quả sanh thành. Chúng sinh ân hưởng nước lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm anh. Thiết tha thề nguyện thâm trầm, quyết tu phước trí mê làm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiêm cố sắm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chi cả vẫn tu, chư Phật Bồ Tát viên chu tất thành, mười phương tam bảo chứng minh, từ bi nạp thọ tâm thành của con. Thank you.
mồm ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo tấn công nói lưỡi hai chiều nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đọa xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua khu phát thanh rợn người nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa trong thân quyến bất hòa hai tranh hai cãi người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phũ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quốc hòa oán trời cách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói lao làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tư thiền bán định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò câu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm ăn mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạc chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay
có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lời dường như dao, vua tôi nghe kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miên mài quý ơi. Chặt bầm phân thấy em
lại thêm xe kiếm đao cày à, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan à, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thân rã chẳng đầu, vào nơi cây kim núi đau thọ hình. Khổ báo thiêu đốt thân mình à, nằm giường sắc nóng mặn tình kêu la à, khổ báo nghiền nát thịt da à, bánh đao xe lửa nghiến cả nát thay à, khổ báo chân nấu nướng quay à, chui vào lò lửa tan thay vàng dầu à, khổ báo tàn khổ nát nhầu à, vào ngục nuốt sắc uống dầu đồng sôi, khổ báo xương nát thịt rơi à, vào ngục côi sắc say người nát. Bồ Khuyết Tâm Kinh à, tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn à, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân à, bao trầm muôn loại chẳng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt à, cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay à, công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à, độ tất cả không chi khổ ách à, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắc chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì
đớn xa lìa mộng tưởng đảo điên. Âm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, là không không tức là sân với thù tướng hành, và tức này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ, thế nên trong trần không nó không có sân thù tướng hành, và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó. Chẳng có cái lão tử, cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đó nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương Bát Nhã để quán chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rỗng ráo. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật đã đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng. Vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối, nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú
rằng yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Ma ban nhà ma la mạn đa tâm kinh thánh quang từ tài bồ tát hành thâm ban nhà ba la mạn đa thời chiếu kiện ngô quân giai công độ nhân thiết khổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ tiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng này chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm yêu tâm bồ đề cô đi mang nhà ba la mang đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bận hư cô thuyết mang nhà ba la mang đa chú tương thuyết chú viên yên đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thân tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không nay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân
cũng không mề tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi, vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đứng chi, do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Thì thần chú linh chi đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng. Này thô tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thô tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn. Thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến nó. Chẳng có cái lão tử, cũng không luôn cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có cố tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia. Vì nương bát nhã để quan chiếu nên tâm không quay ngài. Bờ
bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đạo mộng thường rống rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng yên đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà ha yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tăng bà Ma Bằng Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bảnh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bằng Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quân Giai Công Độ Nhân Thiết Khổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tướng Hành Tưng Diệm Quân Như Thị Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng Này chi vô là tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại ban nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y ban nhã ba la mận đa cố đăng à nào đà là tâm yêu tâm bồ đề Cô đi bằng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cô thuyết bằng nhà ba la mận đa chú tưng thuyết chú viên yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khế tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc sân không chung ở một nhà không chẳng khác
không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dính thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng này thô tử cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn mà sẵn tướng là không không tướng là sẵn với thô tướng hành và tướng này nghĩa cũng lại như thế này xa lời phóng cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh chân không nó không có sáu căn nhằm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý và sao trần nhập với
là sắc thinh hương vị xung pháp trong tánh chân không, nó không có nhãn giới nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh cũng không luôn cái vô minh đã nhận đến nó chẳng có cái lao tử cũng không luôn cái lao tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát gọi đủ là Bồ Đề Tăng đó nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ xa lìa các điều điên đau mộng tưởng rống rao qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đằng chánh giác đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần bài chú đại minh bài chú vô thượng và thân là bài chú vô đẳng đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện cũng như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sân thịnh hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng à nào đà là tâm hiểu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt cổ chân thiện bằng hư cô thuyết băng nhà ba la mật đa chú tương thuyết chú viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khí tâm kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận trần
Nào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang, hàng Bồ Tát chân quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tăng cả, không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, hôn chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, nhân pháp kia đều xả nhi không, mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhã đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chỉ đại lần, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bấn hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng, Bồ Đề Tạng Bà Yết Đế Yết Đế
cần ca khô anh. Này thô tử cái có sẵn tướng, nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn, mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thô tướng hành và cực này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời phẩm cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng diệt chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sao căn là sắc thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã hên nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đoá nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quái ngại. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng, rộng rãi qua niên bàn nguyên chư phần, cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây, nên biết rằng kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng yên đế, yên đế ba la yết ba la tăng, yết đế bồ đề tăng bà ha, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tăng bà ha, yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tăng bà ha. Ma Bằng Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh An Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bằng Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quân Giai Công Độ Nhân Thiết Khổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tương Hành Tưng Diện Vốn Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ thiệt thân y vô sanh tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng. Này chi vô lão tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại bằng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hừa cùng vô biến ly điên đạo mộng thương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần thì bằng nhã ba la mận đa cố đăng à nào đà là tâm yêu tâm bồ đề. Cô
Bồ Đề Bát Nhã Ba La Mật Đa Thì Đại Thần Chú Thì Đại Minh Chú Thì Vô Thượng Chú Thì Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhận Thiệt Cổ Chân Thiện Bận Hư Cố Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Tương Thuyết Chú Viên Hiện Đệ Yên Đệ Ba La Yên Đệ Ba La Tăng Yên Đệ Bồ Đề Tán Bà Yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng ba bồ lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi anh trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra chẳng không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không hay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng nhân câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mà tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đứng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng hoài linh ấy chú vô đẳng kinh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thì
tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ bên kia bờ. Ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tăng ca khổ anh. Này thô tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn. Với thô tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng dìa, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt. Thế nên trong trần không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh. Chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhậm với sáu căn là sắc thân hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó. Chẳng cái lao tử cũng không luôn cái lao tử đã hết. Trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệt đạo. Tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đó nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên giảng kia. Vì nương ban nhà đề quan chiếu nên tâm không quay ngại. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đau mộng thường rỗng rao. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đã đây nên biết rằng. Kinh bát nhã ba la mật đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng. Đẳng vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú bát nhã ba la mật đa đây liền nói chú rằng: yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà, yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Ma ha ban nhã ba la mật đa tâm kinh tánh quang tự tại Bồ Tát hành thâm. Ban nhã ba la mật đa thời chiếu kiện ngô uẩn giai công độ nhân thiết khổ anh. Xa lời tư sân bất gì không, không bấn gì sân, sân tưng thì không, không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì. Xa lời tư thì chư pháp không tướng, bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình, bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung. Vô sắc vô thọ tưởng hành thân, vô nhang nhi tỳ tiệt thân y, vô sân thinh hương vị xung pha, vô nhang giới này chỉ vô y tức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tăng.
Hải chi vô la tư diệt vô lão tư tăng vô khổ tầm diệt đà vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm hiếu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt cô chân thiện bận hư cô thuyết băng nhà ba la mận đa chú tương thuyết chú viên yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà yên đề yên đề ba la yên đề ba la tăng yên đề bồ đề tăng bà bồ khuyết tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đứng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chữ duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng còn
thì cần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng, này thô tử cái có sẵn tướng, nó chẳng khác với cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn, mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thô tướng hành và thức này nghĩa cũng lại như thế. Này xa lời phóng cái không tương của các pháp này, nó chẳng sanh chẳng dìa chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bơ, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh, chân không nó không có sáu căn. Nhậm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhập với sáu căn là sáu thân hương vị xung pháp, trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó, chẳng có cái lão tử cũng không luồng cái lão tử đã trong tánh chân không nó không có khổ tầm diệm đạo. Tánh chân không nó không cần tri cũng chẳng cần đăng gì, bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng, đóa nương nơi trí bát nhã để xét soi mới đã qua bên ngàn gian kia, vì nương bát nhã để quang chiếu nên tâm không quay ngài. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đạo mộng tưởng rộng rao, qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp bát nhã ba la mật đà đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây Thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được tất cả khổ nào chấm hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Đây liền nói chú rằng, yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tăng bà. Thank you.
Ma ha ban nhà ba la mận đa tâm kinh quang tự tại Bồ Tát hành thâm ban nhà ba la mận đa thời chiếu kiện ngô quân giai công độ nhân thiết cổ anh xa lời tư sân bất gì không không bấn gì sân sân tưng thì không không tưng thì sân thọ tướng hành tưng diện vốn như thì xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì khổ không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhang nhi tỳ tiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhang giới này chỉ vô y tưởng giới vô minh diệt vô minh tăng này chi vô lao tư diệt vô lao tư tăng vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại băng nhã ba la mận đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hữu cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bà tâm thế chư phần y băng nhã ba la mận đa cố đăng a nào đà là tâm yêu tâm bồ đề cô đi băng nhà ba la mận đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt cổ chân thiện bận hư cô thuyên băng nhà ba la mận đa chú tương thuyết chú viên hiền đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà bồ khí tăng kinh tăng trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đó chi do vô sở đất
trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật Y Đàn Bán Nhã Đạo Bồ Đề chứng quả chánh chân. Cho hai Bán Nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về. Tần chú đúng bừng quang minh, ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như rằng là yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hăng, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà hăng, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề ba Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Thọ Đức Quán Tự Tại Bồ Tát tu hành đã tiến sâu đến chỗ trí tuệ, bên kia bờ ngài soi thấy năm uẩn đều không nên đo được tăng ca khô anh. Này thô tử, cái có sẵn tướng nó chẳng khác với cái không, cái không tương cũng chẳng khác với cái sẵn. Mà sẵn tướng là không, không tướng là sẵn, với thô tướng hành và tướng này nghĩa cũng là như thế. Này xa lời Phật, cái không tương của các pháp này nó chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch chẳng thêm chẳng bớt, thế nên trong chẳng không nó không có sẵn thù tướng hành và thân tánh. Chân không nó không có sáu căn, nhằm vào sao trần là mắt tai mùi lưỡi thân ý, và sao trần nhằm với sao căn là sao thinh hương vị xung pháp. Trong tánh chân không nó không có nhãn giới, nhận đến không ý thức giới. Tánh chân không nó chẳng có cái vô minh, cũng không luồng cái vô minh đã nhận đến nó. Chẳng cái lão tử cũng không luôn, cái lão tử đã hết trong tánh chân không. Nó không có khổ tầm diệm đạo, tánh chân không nó không cần tri, cũng chẳng cần đăng gì. Bởi vì không sợ đăng mới là Bồ Tát, gọi đủ là Bồ Đề Tăng. Đó nương nơi trí Bát Nhã để xét soi, mới đã qua bên giảng kia. Vì nương Bát Nhã Đề quang chiếu nên tâm không quay ngại. Bởi tâm chẳng ngần ngại nên chẳng có e sợ, xa lìa các điều điên đau mộng thường rốn ráo. Qua niên bàn nguyên chư phần cả ba đời sơ gì đăng quá vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là vì y nơi pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa đây nên biết rằng. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đây thân là bài chú đại thần, bài chú đại minh, bài chú vô thượng, và thân là bài chú vô đẳng đẳng, vì nó hay diệt trừ được
tấn cả khổ nào chẳng hằng không dối. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa đây liền nói chú rằng: Yên đế Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Ma Ban Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Sinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm. Ban Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiện Ngô Quân Giai Công Độ Nhân Thiết Cổ Anh Xa Lời Tư Sân Bất Dị Không Không Bấn Dị Sân Sân Tưng Thị Không Không Tưng Thị Sân Thọ Tướng Hành Tưng Diện Quân Như Thị. Xa lời tư thì chư pháp không tướng bấn sanh bấn diệt bấn cấu bất tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thân vô nhãn nhi tỳ thiệt thân y vô sân tình hương vị xung pha vô nhãn giới này chỉ vô y tưởng giới vô vô minh diệt vô vô minh tăng. Này chi vô la tư diệt vô lão tư tân vô khổ tầm diệt đạo vô tri diệt vô đăng dĩ vô sở đăng cô bồ đề tăng đoại Ban Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cố vô hư cùng vô biến ly điên đạo mộng tương cứu canh niệt bằng tâm thế chư phần thì Ban Nhã Ba La Mật Đa cố đăng à nào đà là tâm yêu tâm bồ đề. Cô đi Ban Nhã Ba La Mật Đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhận thiệt khổ chân thiện bằng hư cố thuyết Ban Nhã Ba La Mật Đa chú tưng thuyết chú viên hiện đệ yên đệ ba la yên đệ ba la tăng yên đệ bồ đề tăng bà. Yên đế Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà, Yên đế Yên đế Ba La, Yên đế Ba La Tăng, Yên đế Bồ Đề Tăng Bà. Bồ Khuyết Tâm Kinh Tăng Trí Huệ Thinh Tinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chẳng Bận Trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đăng hàng Bồ Tát chân quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì là độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chân khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ
gần cũng không thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hên chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đó chi do vô sở đắc ly tân cả lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.